Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 12, tại điểm cầu hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội đã khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 16.242 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1,4 triệu cán bộ đảng viên tham gia nghiên cứu học tập. Tại điểm cầu thành phố Sông Công có đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy và toàn thể đảng viên, các đồng chí cán bộ đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 10 xã phường trên địa bàn. Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch nước đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của nghị quyết số 43 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, đòi hỏi phải đẩy mạnh, phát huy cao độ truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng quán triệt 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc, truyền đạt nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh việc phân tích làm rõ mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, cùng 9 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện, việc tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu bật điểm mới của Nghị quyết số 42. Theo đó, Nghị quyết số 42 chuyển đổi cách tiếp cận từ đảm bảo và ổn định sang ổn định và phát triển, kết hợp hài hòa giữa tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội và các chính sách xã hội khác để phát triển ổn định xã hội.